Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Hội Chữ thập đỏ huyện Thủy Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần chung tay cho công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Trong đợt này, Hội Chữ thập đỏ huyện tiếp nhận quà của Hội Chữ thập đỏ thành phố ủng hộ 10 suất cho hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng, tiếp nhận 200 khẩu trang vải, 200 bánh xà phòng Lifebuoy, 20 lọ nước sát khuẩn và 500 tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Thực hiện sự chỉ đạo của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng và Ủy ban dân huyện Thủy Nguyên về việc phòng dịch COVID-19, Hội Chữ thập đỏ huyện Thủy Nguyên đã xây dựng các văn bản để triển khai cho các xã thị trấn về cách phòng dịch COVID-19. Hội Chữ thập đỏ huyện Thủy Nguyên đã xây dựng các văn bản để tuyên truyền tới hội viên và nhân dân và đã vận động các cái nhà hảo tâm và các cái doanh nghiệp cũng như hội viên Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn của huyện với số kinh phí là 16 triệu đồng và hội cũng đã mua 3.000 khẩu trang và 500 bánh xà phòng Lifebuoy để tặng cho các cái hội viên cũng như là nhân dân trên địa bàn của huyện trong cái thời gian là từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 tháng 4 năm 2020. Trong thời gian tới thì hội sẽ tiếp tục vận động một số các cái nhà hảo tâm để lấy cái kinh phí mua xà phòng, nước diệt khuẩn và khẩu trang để tiếp tục tặng cho các cái hội viên cũng như là bà con nhân dân trên địa bàn toàn huyện. Ngay trong chiều ngày 5 tháng 4, Hội Chữ thập đỏ huyện đã trao khẩu trang và xà phòng Lifebuoy cho Hội Chữ thập đỏ xã Thủy Sơn và Hội Chữ thập đỏ xã Hòa Bình. Việc tiếp nhận quà và phát khẩu trang xà phòng cho người dân đã góp phần tạo sự lan tỏa về ý thức trách nhiệm của cán bộ hội viên Chữ thập đỏ chung tay giữ gìn, bảo vệ sức khỏe của người dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng trước dịch bệnh COVID-19. Đọc lại, giúp nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng trước dịch COVID-19. Việc tiếp nhận quà và phát khẩu trang xà phòng cho người dân đã góp phần tạo sự lan tỏa về ý thức trách nhiệm của cán bộ hội viên Chữ thập đỏ chung tay bảo vệ sức khỏe của người dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng trước dịch COVID-19. Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa của Hội Chữ thập đỏ huyện Thủy Nguyên nhằm giảm nguy cơ ảnh hưởng của dịch COVID-19 gây ra cho người dân.